Cô xin chào các em, đến với tiết học hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp của lớp 6 ngày hôm nay. Tiết học ngày hôm nay, cô và các em tiếp tục tìm hiểu về chủ đề 1, khám phá lứa tuổi và môi trường học tập mới. Trong tiết học tuần 2 này, chúng ta sẽ tìm hiểu hai nội dung chính, đó là nhiệm vụ 3, điều chỉnh thái độ, cảm xúc của bản thân, và nhiệm vụ 4, rèn luyện để tự tin bước vào độ tuổi mới. Cô và các em tìm hiểu trong tiết học ngày hôm nay là nhiệm vụ 3, điều chỉnh thái độ, cảm xúc của bản thân. Ở lứa tuổi các em sẽ có những lúc không kiểm soát được cảm xúc và điều chỉnh được thái độ của mình đối với những người xung quanh, kể cả cha mẹ, thầy cô, bạn bè. Chính vì vậy, các em phải cần biết cách để điều chỉnh được thái độ và cảm xúc của mình. Các em hãy đọc câu chuyện của bạn A và chỉ ra những vấn đề mà A gặp phải. Và theo em, bạn A nên làm như thế nào để khắc phục được những vấn đề của bản thân? A là một học sinh vui vẻ, hòa đồng và có trách nhiệm trong học tập. Tuy nhiên, nhiều lúc A cảm thấy khó hiểu bản thân mình. A khó kiểm soát được cảm xúc của mình, rất dễ bực bội và nói năng gắt gỏng với người xung quanh, thậm chí đôi khi còn cao giọng với cả bố mẹ. Và lúc cơn nóng giận đi qua, A thấy mình muốn nói lời xin lỗi, nhưng sao thấy khó nói quá. Và đây là bản khảo sát những đặc điểm tâm lý ở lứa tuổi của các em. Qua bản này, chúng ta thấy có 9 đặc điểm tâm lý. 1. Lo lắng, bất an về sự thay đổi trên cơ thể của mình nên hay cáu bẩn. 2. Làm việc gì cũng lóng ngóng nên thiếu tự tin. 3. Ngại làm việc nhà vì thấy hay mệt mỏi. 4. Buồn vui một cách vô cớ. 5. Hay phản ứng lại với bố mẹ, người thân. 6. Hay cáu gắt. 7. Nói năng cọc lóc. 8. Không thích phải nói lời xin lỗi. Và 9. Không muốn nhìn vào sai lầm của bản thân. Qua câu chuyện của bạn A ở phía trên, các em hãy tìm những đặc điểm mà có ở bạn A trong bản khảo sát này. Thì chúng ta có thể thấy rằng A có những đặc điểm tâm lý như sau. 1. Bạn thường xuyên buồn vui một cách vô cớ. 2. Bạn A hay phản ứng lại với bố mẹ, người thân. 3. A hay cáu gắt. Và 4. Bạn A ngại nói lời xin lỗi. Như vậy, các em đã thấy được những đặc điểm tâm lý của bạn A. Vậy theo em, bạn A nên làm như thế nào để khắc phục được những vấn đề của bản thân mình? Bạn A đang gặp những vấn đề như khó kiểm soát được cảm xúc của mình, rất dễ bực bội và nói năng gắt gỏng với người xung quanh. Vì vậy, cô nghĩ bạn A nên biết cách kiềm chế cảm xúc và cơn nóng giận của mình lại bằng cách hít thở đều khi nóng giận và nên chia sẻ tâm sự với mọi người những khó khăn của mình. Trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta có một bức tranh sinh động về tính cách của con người. Mỗi nhân cách, mỗi người, mỗi vẻ khác nhau và có nhiều nguyên nhân, yếu tố tạo nên tâm tính của mỗi con người. Và ở mỗi lứa tuổi khác nhau thì con người sẽ có những đặc điểm tâm lý khác nhau. Sau đây là một số đặc điểm tâm lý ở lứa tuổi của các em. Đặc điểm thứ nhất, ở tuổi dậy thì, hệ cơ xương, hệ tuần hoàn phát triển không đồng bộ nên làm cho cơ thể các em dễ mệt và dễ cáu gắt. Đặc điểm thứ hai, các em thường mong muốn được trở thành người lớn, được đối xử như người lớn, nhưng tính tình của các em lại thể hiện còn trẻ con. Và đặc điểm thứ ba, các em mong muốn khẳng định bản thân nhưng bị hạn chế về điều kiện và những năng lực khác nhau. Chính vì những đặc điểm tâm lý ở lứa tuổi này nên các em thường khó kiểm soát được những cái cảm xúc và điều chỉnh được những thái độ của mình. Các em đã nắm được những đặc điểm tâm lý ở lứa tuổi của mình và cũng biết được nguyên nhân vì sao mà ở lứa tuổi các em thường dễ cáu gắt và hay có những thái độ bực tức, gắt gỏng với những mọi người xung quanh. Vậy bây giờ, khi đã biết được nguyên nhân rồi, thì các em hãy nêu một vài biện pháp
có thể giúp em điều chỉnh được cảm xúc và thái độ của bản thân mình. Đây là một vài biện pháp để giúp các em rèn luyện điều chỉnh cảm xúc và thái độ của bản thân mỗi ngày. Đầu tiên, các em phải luôn nghĩ đến điều tích cực của người khác. Tiếp theo là không nên giữ những suy nghĩ và cảm xúc tiêu cực trong mình. Khi gặp những cảm xúc tiêu cực thì các em phải hít thật sâu và thở ra chậm để giảm tức giận. Và không phản ứng, không nói lại khi đang bực tức. Và đặc biệt là các em nên mở lòng mình ra để chia sẻ với mọi người xung quanh khi mình đã đủ bình tĩnh. Các em có thể thực hành hít thở theo kiểu yoga. Và đây là hình ảnh minh họa một người đang tập yoga. Cô và các em cần tìm hiểu sau đây đó là nhiệm vụ 4, rèn luyện để tự tin bước vào độ tuổi mới lớn. Là bài khảo sát nhỏ về sự tự tin của các em. Trong lớp mình, ai cảm thấy mình tự tin? Và có 3 cấp độ để các em lựa chọn. 1 là rất tự tin, 2 là khá tự tin và 3 là chưa tự tin. Các em ghi nhận câu trả lời của mình vào trong tập và đến tiết học ngày hôm sau, các em có thể trả lời cho cô biết là các em lựa chọn mức độ nào. Đóng vai trò rất quan trọng đối với mỗi bản thân chúng ta. Vậy theo em, những yếu tố nào tạo nên sự tự tin dành cho tuổi mới lớn? Yếu tố tạo nên sự tự tin dành cho tuổi mới lớn đó là vẻ bề ngoài chỉnh chu, dễ gây thiện cảm với mọi người, có ngôn ngữ lưu loát, rõ ràng, có cơ thể khỏe mạnh, tăng sự hiểu biết, thể hiện giá trị và năng khiếu của bản thân, và tạo các mối quan hệ, biết xử lý những tình huống. Là góc chia sẻ dành cho các em. Các em hãy xác định các việc làm giúp em trở nên tự tin và hãy cho biết tại sao những việc làm đó giúp em tự tin. Thì các em về nhà ghi lại những việc làm có thể giúp các em tự tin vào trong tập và giải thích luôn vì sao những việc làm đó có thể giúp em tự tin trong cuộc sống hàng ngày. Để có thêm tự tin thì các em nên thực hiện những việc làm phù hợp với bản thân mình, với lứa tuổi mình để từ đó các em sẽ có thêm tự tin bước vào tuổi mới lớn. Và đó là những việc làm rất là đơn giản các em có thể làm hàng ngày trong cuộc sống, như là luôn giữ quần áo gọn gàng, sạch sẽ, tập nói to, rõ ràng, tập thể dục, chơi thể thao thường xuyên. Và nếu như các em có năng khiếu gì thì cứ tự tin thể hiện năng khiếu của bản thân của mình. Và các em nên đọc nhiều sách để khám phá về khoa học, khám phá về cuộc sống xung quanh chúng ta. Và đặc biệt, tích cực tham gia những hoạt động chung của lớp, của tập thể. Sau đây là một số biện pháp để giúp các em rèn luyện sự tự tin. Bước 1, các em phải luôn giữ quần áo gọn gàng, sạch sẽ. Bước 2, các em nên thường xuyên tập thể dục, chơi thể thao. Bước 3, các em tập nói to, nói rõ ràng. Bước 4, các em nên đọc sách về khám phá khoa học, khám phá về cuộc sống xung quanh chúng ta. Bước 5, các em nên tích cực tham gia các hoạt động chung của lớp, của tập thể. Và bước 6, các em hãy tự tin thể hiện những năng khiếu của bản thân mình nếu có. Đây là bảng các việc làm giúp em trở nên tự tin hơn trong cuộc sống để các em có thể tự tin bước vào tuổi mới lớn. Và các em hãy viết lý do mà những việc làm trong bảng dưới đây giúp em trở nên tự tin hơn vào cột bên phải, cột lý do giúp em tự tin. Và các em hãy cùng lắng nghe câu chuyện bài học tự tin. Và qua câu chuyện này, các em sẽ thấy được rằng sự tự tin đóng một vai trò hết sức quan trọng đối với chúng ta. Sẽ kể cho các bạn nghe câu chuyện bài học về sự tự tin để biết thêm một cách giáo dục rất độc đáo mà thầy giáo trong câu chuyện đã dành cho học trò của mình. Hôm ấy là ngày đầu tiên tôi học môn toán với thầy Minh. Vừa vào lớp, thầy đã cho cả lớp làm bài kiểm tra đầu năm. Cả lớp ngạc nhiên khi thầy phát cho chúng tôi 3 loại đề khác nhau rồi nói: đề thứ nhất gồm những câu hỏi vừa dễ và khó, nếu làm hết thì các em sẽ được 10 điểm. Đề thứ hai có số điểm cao nhất là 8,
với những câu hỏi tương đối dễ. Còn đề thứ 3 thì số điểm tối đa là 6 với những câu hỏi rất dễ. Các em được quyền chọn đề của mình. Thầy chỉ cho làm bài trong 15 phút nên tôi đã chọn đề thứ 2 cho chắc ăn. Không chỉ tôi mà các bạn trong lớp cũng thế, chẳng ai chọn đề thứ nhất cả. Một tuần sau, thầy Minh phát bài kiểm tra ra, cả lớp lại càng ngạc nhiên hơn khi biết ai chọn đề nào thì được tổng số điểm của đề đó, bất kể là làm đúng hay làm sai. Lớp trưởng hỏi thầy, thưa thầy tại sao lại thế ạ? Thầy cười rồi nghiêm nghị trả lời, với bài kiểm tra này thầy chỉ muốn thử thách sự tự tin của lớp mình. Ai trong số các em mơ ước đạt được điểm 10 nhưng ít ai dám vượt qua thử thách để biến ước mơ ấy thành sự thật. Bài kiểm tra kỳ lạ ấy của thầy Minh đã dạy cho chúng tôi một bài học. Có những việc thoạt nhìn tưởng như rất khó khăn nên dễ làm chúng ta rút lui ngay từ phút đầu tiên. Nhưng nếu không tự tin đối đầu với thử thách thì chúng ta chẳng biết khả năng của mình đến đâu và cũng khó vươn lên đỉnh điểm của thành công. Nghe kể chuyện hay, học ngay điều tốt, chúc các bạn luôn rèn luyện được sự tự tin và sẽ thực hiện được những ước mơ. Các em vừa tìm hiểu xong hai nhiệm vụ 3, 4 của chủ đề 1, khám phá lứa tuổi và môi trường học tập mới. Và sau đây là nội dung ghi bài. Các em nhớ ghi bài vào tập. Dẫn về nhà dành cho các em. Các em về nhà đọc nhiệm vụ 5, rèn luyện sự tập trung trong trường học. Nhiệm vụ 6, dành thời gian cho sở thích của em. Và nhiệm vụ 7, rèn luyện để thích ứng với sự thay đổi. Các em nhớ đọc trước nội dung bài học của tuần sau để khi cô giảng bài thì các em sẽ hiểu bài nhanh và dễ hơn. Đến đây là kết thúc. Cô cảm ơn các em đã lắng nghe bài giảng và hẹn gặp lại các em vào tiết học sau.